Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của bộ truyện Được gì và mất gì, tác giả Lê Nguyệt. Nhân tập này, Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian ra để lắng nghe bộ truyện này xuyên suốt tập 1 và tập 2 vừa qua. Khôi xin cảm ơn rất nhiều ạ. Và ngay bây giờ, Khôi xin bắt đầu nhé. Chuyện của Hằng tạm thời ngưng lại ở đây. Hãy tìm hiểu về cuộc sống của Nhân bên đất Úc sau khi anh đã ly dị vợ và kết hôn giả với cô gái nào đó như anh nói, và bảo lãnh bé Hoàng Oanh qua bên đó đã sống như thế nào. Sau khi hợp lệ bảo lãnh con gái qua Úc, Nhân cho bé Hoàng Oanh tiếp tục theo học phổ thông, gửi ông bà nội nuôi dưỡng, còn anh dẫn đến vùng Virginia để làm công nhân cho nông trường rau củ quả của người Việt. Anh thay đổi công việc thì cũng chỉ thay đổi ở các công trường Adelaide. Mỗi tháng tranh thủ về nhà một lần, tiếp tế tiền bạc cho ba mẹ nuôi con. 3 năm qua Úc, Nhân cũng đã tích lũy được một số vốn. Từ ngày ly dị với Hằng, hàng tháng anh chỉ gửi về cho cô 300 đô Úc. Anh nghĩ như vậy cũng đã bảo đảm cuộc sống của cô rồi. Thật ra, những chuyện Hằng làm ở quê nhà, Nhân đều biết rõ. Nhưng anh im hơi lặng tiếng, cố tình để cô ta ngày một lún sâu. Nhân không còn tình cảm với Hằng, nghĩa vợ chồng cho tới lúc Hằng dây dưa với Huỳnh cũng đã cạn sạch. Mục đích của anh chỉ muốn đưa con gái theo mình, trả tự do cho Hằng làm lại cuộc đời. Nhưng anh là người có trách nhiệm, anh sẽ đảm bảo cuộc sống cho cô đến khi nào cô thật sự có một bến đỗ hẳn hồi. Hơn một năm ở Úc, Nhân gặp lại Mai Tuệ. Mai Tuệ nhỏ hơn Nhân đến 6 tuổi, nhà ở cạnh nhà Nhân trên thị xã. Lúc Nhân tốt nghiệp xong cấp 3, đi học trung cấp nông nghiệp, thì Mai Tuệ còn nhỏ xíu, lúc nào cũng nũng nịu nhõng nhẽo với Nhân. Khi anh có gia đình và về sống quê vợ, thì ít khi có dịp gặp Mai Tuệ, cho đến khi tái ngộ bên Úc. Lúc đó cô đã là một thiếu nữ xinh đẹp, tự thân phấn đấu và có đến 3 tiệm nail trên đất Úc. Tại khu vực nông trại dưa Nhân đang làm công, Mai Tuệ có hơn 10 căn hộ cho thuê, một tiệm nail để làm đẹp cho các bà các cô đủ mọi tầng lớp sang hèn, một quán cà phê cạnh bên. Mai Tuệ vẫn chưa có gia đình, bận rộn không một phút ngơi nghỉ. Gặp lại Nhân sau bao nhiêu năm xa cách, cả hai vô cùng vui mừng. Nhân nghiễm nhiên thành anh trai, thành người nhà của Mai Tuệ lúc nào không hay. Anh nghĩ hẳn làm công nhân, đứng ra coi sóc quán cà phê cho Tuệ, trong lòng chưa có chút dẫn đột, chỉ coi Tuệ như em gái của mình. Nhân những người Việt Nam hay tới lôi quán quen biết đều khẳng định hai người là vợ chồng, Nhân và Tuệ cũng không đính chính. Rồi việc gì đến cũng đến, họ yêu nhau. Phương án Nhân về ly dị vợ để cưới Tuệ là phương án đã được trù tính chính xác. Trong đó, Nhân và Tuệ đã thống nhất với nhau, Tuệ chấp nhận bé Oanh như con đẻ của mình. Giả chăng bây giờ vẫn còn ông bà nội, Oanh sẽ không cần Tuệ phải bận tâm. Tuệ là một cô gái tháo vát, bản lĩnh, định cư bên Úc cùng với ba mẹ anh em mà tự thân lập nghiệp không lệ thuộc ai. Tài sản hiện có của cô không thua bất kỳ một doanh nhân nào ở Việt Nam. Cô tự tin vào mình, không ép ủ Nhân, nhưng cũng không đồng ý cảnh vợ tạm chồng hờ. Nhân ngưỡng mộ Tuệ, rồi sinh ra yêu. Anh sẵn sàng từ bỏ Hằng để đến với cô vì yêu, chứ không phải gia tài kết xù của Tuệ. Và họ đã chính thức là vợ chồng, Nhân chưa một lần cảm thấy áy náy với Hằng. Bé Hoàng Oanh cũng là đứa hiểu chuyện. Nó không tỏ phản ứng gì, chấp nhận Mai Tuệ như một sự hiển nhiên. Bé cũng không lệ thuộc vào Nhân nhiều, chủ yếu là ông bà nội. Oanh ý thức được chuyện ba mẹ của bé đến đây là hết. Chỉ sau này khi bé lớn lên, có việc làm, có đủ tiền, đủ điều kiện mới tìm cách rước mẹ qua đoàn viên. Oanh cũng biết thông tin về mẹ mình và khi đầu óc phục hiện lại thời gian sống cạnh mẹ, Oanh biết mẹ mình không bị đổ oan. Bây giờ, Mai Tuệ đang có thai đứa con đầu lòng ở tuổi 35, Nhân 41, Hằng 45.
Hằng lâu lắm không biết cách nào liên lạc được với Nhân, vì anh đã khóa Facebook, Zalo, Weibo gì cũng không có. Cô chỉ biết tìm đến anh của Nhân, nhưng không được cung cấp thông tin gì. Hằng tức như điên, cô linh cảm được mình đã bị bỏ rơi, mặc dù tiền trợ cấp Nhân vẫn gửi đều đều. Cô nhớ con gái, mong cho nó là một cái Facebook để liên hệ với cô. Bây giờ không còn có Huỳnh nữa, thời gian rảnh rỗi của cô rất nhiều, thật chẳng biết làm gì. Rồi cuối cùng, cô cũng tìm cho mình một chỗ dựa tình cảm mới. Anh ta năm nay 52 tuổi, đang công tác gì đó mà cứ nói mù mờ, cô cũng không hiểu nổi. Vợ chết, có hai đứa con đã du học và đang làm việc ở nước ngoài. Theo lời anh ta thì chúng sẽ định cư luôn bên đó, nên anh rất muốn tìm người vợ để sống chung, nương tựa nhau. Hằng nghe mà trong bụng mở cờ. Cô không còn hy vọng gì về Nhân, thì tại sao không tự kiếm cho mình niềm vui khác? Được hay không? Thật hay giả cũng đâu có sao, vì chỉ là màn ảo thôi mà. Nhưng cũng có biết bao nhiêu cặp bước ra từ Facebook đó. Vậy là cô nói chuyện với Đan. Vừa nhìn thấy mặt, trái tim Hằng đã thấy sống sang. Tiếp xúc vài lần trên Messenger, cô đâm ra tin tưởng anh ta về nhân cách. Con người có khuôn mặt như vậy, nhân cách chắc cũng phải rất đàng hoàng. Nhưng con người có khuôn mặt đẹp, có nhân cách đàng hoàng, có việc làm ổn định, thì tại sao phải tìm vợ quá mãn chứ? Cô không ngần ngại hỏi thẳng Đen, thì anh cười. Anh không có thời gian đi ve vãn các cô gái hay đàn bà. Gặp trên Facebook được thì tiến tới, không thì lui, chẳng ảnh hưởng chết chóc ai. Đan cũng khen Hằng đẹp quá, tuổi 45 rồi mà nhìn như 30. Anh hẹn sẽ đến thăm cô khi có dịp và ân cần mời cô tới nhà để xác minh. Đời bây giờ lừa đảo lắm, không thể nghe trên mạng mà tin ai được đâu. Hằng bồi hồi sung sướng, dự định sẽ tiến lên Sài Gòn một ngày gần đây. Nhưng cô chưa lên thì Đan đã đến. Họ hợp ca ngay lần gặp mặt đầu tiên. Hằng nhốt Đan trong nhà 3 ngày, tự tay cô lo chợ búa, chăm sóc cho anh ta ăn ngủ phủ phê. Khách quan mà công nhận, Đan rất lịch thiệp và uyên bác. Anh hiểu rất sâu rộng, luôn làm Hằng ngẩn ngơ thích thú. Cô tin rằng mình đã chọn đúng người. Sau 3 ngày thì Đan về, Hằng nhớ như điên. Cả xóm ai cũng biết chuyện là do chính Hằng kể. Cô không kìm được sự tự hào khi quen biết với một người tuyệt vời như Đan. Cô lấy hình Đan do chính cô chụp ra khoe. Ông bà nhị giận dữ, chửi cô không giữ phụ đạo. Lúc này, Hằng bèn công khai việc cô và Nhân đã ly dị và Nhân đã phản bội cô rồi. Ba mẹ cô kinh hoàng, chuyện lớn như vậy mà cô dám không bàn qua. Vậy là bây giờ vừa không chồng, vừa không con. Rõ ràng là cố tình đẩy mọi người ra xa để tự mình sống thác loạn đây mà. Mặc ai nói gì thì nói, Hằng không còn quan tâm nữa. Cô chỉ chờ mỗi tối để được nói chuyện, nhìn thấy Đan. Nhớ quá, cô nói với anh ta sẽ đến thăm anh. Đan mừng rỡ động viên cô đến. Và Hằng đi Sài Gòn thiệt. Cô mua sắm, trang bị cho mình đầy đủ tươm tất như một mệnh phụ để đi gặp người tình. Nhưng không báo với Đan ngày lên. Cô muốn tạo cho anh bất ngờ, dù không biết nhà cửa hay bất kỳ một địa chỉ nào để liên lạc với anh ngoài số điện thoại di động. Nhưng thời buổi này mà, có điện thoại là có tất cả. Với lại Đan là dân làm việc thì có bao giờ mà tắt di động chứ. Hằng mặc áo đầm màu hồng nhạt, hoa văn tím thẫm trông rất nổi bật. Lớp son phấn trên mặt tô đậm, nhưng nhờ cô có nước da trắng lại không lao động nên cũng bắt mắt lắm. Vàng dòng đeo đầy người, Hằng cũng đọc trên mạng, biên thời buổi bây giờ ra đường mà đeo nhiều trang sức đắt giá cũng dễ bị nguy hiểm. Nên cô cẩn thận choàng khăn quấn cổ bằng lụa cũng màu hồng để che bớt sợi dây chuyền vàng cả lượng. Xuống xe, Hằng tự tin mở bóp lấy kính nhìn lại mình lần nữa, rồi điện thoại cho Đan. Alo, anh hả? Em nè. Em lên tới xa cảng miền Tây rồi nè. Hằng nghe trong máy giọng Đan hốt hoảng. Ôi trời, sao em không báo trước để anh chuẩn bị? Chuẩn bị gì chứ?
giờ em tới rồi, anh chuẩn bị kịp mà. Ờ, được rồi, em vô quán ngồi uống nước, nửa tiếng sau anh tới liền. Hằng cười chống chiếm, phải vậy chứ, đâu thể phớt lờ cô được. Hằng vào quán, kêu ly cà phê sữa, chờ đợi. Honda ôm cứ vay lấy cô, hỏi đi đâu, họ chở đi. Hằng cười trong bụng, tôi có người lo rồi, không cần mấy ông đâu. Thật ra, Hằng ít khi có dịp đi Sài Gòn. Từ nhỏ, học xong rồi đi làm, chưa tốt nghiệp cấp 3 nên chưa từng trải qua một kỳ thi nào, thì làm gì có dịp đi Sài Gòn. Chỉ từ khi lấy nhân rồi, thỉnh thoảng đưa đón người nhà của chồng ở phi trường, nhưng bao giờ cũng đi chung, về chung xe với gia đình chồng. Cả khi đưa đón nhân và Hoàng Oanh cũng vậy, cô chưa bao giờ tự thân một mình tới nơi phồn hoa đô hội, nghe nói nhiều cạm bẫy này. Nay vì tình yêu, vì tin tưởng Đan, nên cô bằng lòng một thân dấn bước như vậy. Bỗng dưng, Hằng thấy mình can đảm quá đỗi. Người ta nói không gì hạnh phúc trên đời bằng yêu và được yêu. Cô Đan yêu và được Đan yêu. Tình yêu này khác với Nhân, khác với Huỳnh, vì cả hai không bị ràng buộc về đạo nghĩa vợ chồng với người thứ ba. Cô và Đan hoàn toàn xứng đạo xứng kép. Cô không ăn bám vào Đan, và Đan cũng không lợi dụng cô, vì anh khá giả hơn cô. Vậy là đủ rồi. Ly cà phê vừa cạn thì Đan cũng vừa tới nơi. Anh chạy chiếc xe tay ga màu xám còn bóng lộn nước sơn. Thấy Hằng, anh nghiêng đầu, nụ cười nở trên môi, trông thật lãng mạn. Đan bước xuống xe, xách vali của Hằng về phía trước xe. Hằng mang theo hai trái sầu riêng và một giỏ măng cụt đưa Đan, rồi leo lên xe, ôm lấy người tình. Đan cho xe rời khỏi xa cảng, chắc lưỡi. Em đến lúc này thật không hay. Hai đứa con anh ở nước ngoài đang về chơi, có ông bà nội nói lên nữa, nên trước mắt chưa thể mời em về nhà. Tạm thời mình ở khách sạn vài hôm, rồi em về nghen. Tiễn tụi nhỏ đi xong, anh sẽ xuống rước em lên. Bình thường anh chỉ có một mình, rất muốn em đến bầu bạn. Hằng thất vọng. Vậy là chuyến này em không được biết nhà anh sao? Tụi mình là chuyện lâu dài, chứ bộ ngày một bữa sau mà em lo. Trước sau gì anh cũng cưới em về làm chủ nhà hợp pháp. Tin anh đi, hơn 10 năm rồi anh mới chọn được cho mình người tâm đầu ý hợp đấy. Anh không dễ gì buông tay đâu. Hằng mát lòng mát dạ. Anh nói thì em tin hả? Em có quyền không tin, nhưng thời gian nữa anh sẽ chứng minh cho em thấy. À mà nè, sao khờ dại vậy? Đi thành phố mà đeo vàng thấy ớn, bộ không sợ không còn mạng để về xứ sao? Ơ, ghê vậy. Lát vô khách sạn, nhớ tháo hết ra cất kỹ nghe không? Em biết rồi. Cẩn thận tiền bạc đó. Biết rồi mà. À, con anh về chơi hả? Về chơi. Với lại, nó biết anh trước giờ thích sống ở Đà Lạt, nơi đó khí hậu quanh năm mát mẻ, nên hỏi ba có muốn lên Đà Lạt sống và lập nghiệp không? Nếu có, tụi con sẽ đầu tư cho ba mua nhà đất trên đó, mở một vườn hoa để tiếp tế cho các cửa hàng ở Sài Gòn. Nó nói trúng tâm ý của anh rồi, để coi cuối cùng tụi nó tính sao. Anh lên Đà Lạt, em thì sao? Ngộ ha, anh đâu em đó chứ, xuất giá tòng phu mà. Tụi nhỏ cho anh cưới em không? Ngộ nữa à, vợ anh chứ bộ vợ nó ha. Nhưng em còn nhà đất ở quê. Anh cũng còn nhà ở Sài Gòn vậy. Nhưng thôi, chuyện đó để tính sau. Em đi có đem chứng minh nhân dân không? Ơ, có chứ. Đưa anh đăng ký phòng. Đan đưa Hằng đến một khách sạn sang trọng, có nhà hàng luôn trong đó. Anh đến quầy đăng ký, xong móc túi, thì tìm không thấy bóp tiền, ngơ ngác nhìn Hằng. Ơi, anh sợ ý quá, lúc em gọi điện gấp, nên anh mặc đồ đi ngay. Nói với ba mẹ và các con là công ty có chuyện gấp kêu vô, nên quên lấy cái bóp trong túi quần cũ rồi. Em đưa tiền anh đăng ký phòng, chiều về anh lấy mang lại trả em. Hằng dội vàng đưa tiền cho Đan. Trả lại gì chứ, có bao nhiêu đâu. Hai người lên phòng 303 ở tầng 3. Vừa ngồi xuống, Đan hỏi. Em có tài khoản ngân hàng không? Không có, em chỉ xài tiền mặt thôi. Là một cái tài khoản đi, anh chuyển tiền cho xài. Chi vậy,
em có đủ tiền xài mà. Bao nhiêu mới gọi là đủ, bao nhiêu mới gọi là thiếu? Nói thì nghe lời đi, mỗi tháng anh cho em vài triệu xài ở dưới quê là thoải mái rồi. Tiền của em thì cứ để đó, muốn làm gì thì làm. Tự nhiên cho tiền em xài là sao? Trước sau gì em cũng là vợ anh mà. Nói như đến đóng cột à nghen. Đúng vậy. Không cần anh cho tiền em đâu, em có khoản riêng, mỗi tháng cũng đều rót vào. Em không muốn mang tiếng lợi dụng anh. Anh cam tâm tình nguyện mà. Thôi, bây giờ em tắm rửa đi. Anh xuống dưới đặt món, họ bưng lên đây, vợ chồng mình ăn bữa cơm đoàn viên. Ok, tiền nè, anh lấy đi. Không, ăn xong rồi mới tính. Chiều anh thanh toán lại hết cả cho em. Mắc mệt hả? Quan trọng quá. Họ ăn cơm với nhau. Lần đầu tiên, Hằng cảm thấy mình đã chạm tay vào giới thượng lưu mà chỉ có một mình Đen mới đưa cô đến được. Hằng ở lại 3 ngày 3 đêm. Những ngày đó, Đen nói xin nghỉ làm để buổi sáng ở nhà với cha mẹ và 2 con, buổi chiều đi chơi với Hằng và tối ngủ lại với cô. Đen đưa Hằng đi chơi khắp các nơi mà cô muốn. Đơn giản lắm, là Thảo Cầm Viên, khu du lịch Đầm Sen, khu du lịch Suối Tiên, những chỗ mà cô chỉ nghe qua. Đang nói còn nhiều lắm khu du lịch, anh hứa lần sau sẽ đưa cô đi không chừa một chỗ nào. Họ ăn hàng ở khách sạn, đi taxi sang trọng hết cỡ, chi phí một tay Hằng lo. Thật ra đang bao giờ cũng dành trả tiền, nhưng Hằng nói có dịp cứ để cô xài tiền với anh. Đang dẫn Hằng vào các shop thời trang, sắm cho cô quần áo đẹp, mỹ phẩm đắt tiền và tự anh chi trả. Hằng thấy hạnh phúc lắm rồi. Ngày thứ tư thì Hằng về, đang đưa cô ra xa cảng miền Tây. Anh lưu luyến nói, nếu không có các con anh về, anh sẽ đưa em về tới nhà, ở lại với em vài hôm. Bây giờ em về một mình thương quá. Ở trên này chắc anh nhớ chết luôn. Nhớ thì về thăm em bất cứ lúc nào. Con anh mà vừa đi xong là anh bay xuống liền. Sau đó sẽ xúc tiến việc xin cưới em để làm vợ hợp pháp của anh. Là chủ nhân căn nhà dáng vẻ chỉ một mình anh ra vào, buồn thấu ruột gan à. Nói thì nhớ đó nghe. Người ta cũng sắp già rồi cô hai, cưới sớm biết đâu em sẽ sinh cho anh thằng cu rồi sao. Hơ, mơ. Cũng tốt lắm mà, mình nuôi nó lớn lên, khi lớn tuổi có nó hủ hỉ cũng được. Nếu nó muốn ra nước ngoài thì ok luôn, chỉ cần em và anh và đôi tim ở lại. Hằng phá lên cười. Giống ba trợn ghê á. Không phải, là tình yêu làm cho con người ta trẻ ra đó em. Nè, nghe anh dặn, về nhớ làm một thẻ ATM nghe chưa, để anh chuyển tiền cho xài. Được rồi mà. Nói có nghe lời không? Được rồi, được rồi, gia trưởng quá. Ừ mà em với chồng em á đã chính thức ly dị rồi, mà hắn cứ gửi tiền cho em hoài á là sao? Vì hắn thấy có lỗi với em. Em lấy anh á, có tiếc nuối hắn không? Không bao giờ, còn cảm ơn hắn không kịp nữa là. Vậy anh cũng yên tâm rồi. Hằng nói thật, hiện tại cô không còn một chút lưu luyến gì với Nhân. Cô còn thầm cảm ơn Nhân đã dứt bỏ cô, để cô tìm được một người lý tưởng như Đen đây. Về ngoại hình, về nhân cách, về tuổi tác và phong độ lịch lãm, Nhân kém xa Đen mọi mặt. Ít nhất, Đen cũng cho cô sự ấm áp trong tình yêu, chứ không phải như Nhân, chỉ vì tuổi trẻ bồng bột và ham vui, sau đó là trách nhiệm đỡ vời, làm người đàn bà trong cô chết dần mọi cảm xúc nếu không có Huỳnh và Đen khơi lại. Bây giờ, nếu như Nhân có hối hận trở về bảo lãnh rước cô đi, cùng lông với lời cầu hôn của Đen, thì cô sẽ rất sẵn lòng gạt bỏ Nhân qua một bên, mặc cho anh ta đã làm gì đó trước đây khi qua bên Úc. Việc quan bỏ cô, anh ta phải chấp nhận trả giá. Hằng sống đầy đủ, bình thường cô rất tằn tiện, tính toán chi ly trong tiêu xài. Với cha mẹ anh em cũng vậy, cô có cây vàng, có bạc triệu trong tay, nhưng khi em út cần chút đỉnh để đáo hạn ngân hàng, cô cũng làm ngơ, than tốn thiếu vì không có thu nhập. Lông tiền của Nhân gửi về dành cất nhà, nhưng sau đó anh lại mang thêm về cất. Hằng đã dùng tên mình
mua mấy công đất ở nơi xa cho người ta thuê vuông nuôi tôm. Cô thu lợi từ mấy công đất đó cũng nhiều, nhưng ít người biết. Hằng có tiền gửi ở ngân hàng, cho nên cô yên tâm, không bao giờ lo sợ cảnh nghèo đói. Cái cô cần bây giờ là một người chồng chính thức, đúng nghĩa một người chồng mà cô dù đã qua tay ba người đàn ông vẫn chưa có bao giờ. Đang có nhà, có sự nghiệp, có con ở nước ngoài, đang còn muốn cho tiền cô xài, có nghĩa là đang không dòm ngó gì tới gia tài của cô. Nhưng Hằng nghĩ, nếu như khi cô và anh đã đăng ký kết hôn xong, đang cần đầu tư để lập công ty, thì với tư cách vợ hợp pháp, cô sẽ hết lòng ủng hộ anh về mọi mặt. Hằng yêu, cô xác định mình đã yêu say đắm Đen mất rồi. Hằng về lại nhà, dư âm của chuyến đi vừa rồi lúc nào cũng làm cô cảm thấy choáng váng trong hạnh phúc. Rồi cô sẽ được luôn luôn sống trong tâm trạng đó, nếu như những lời Đen hứa với cô là sự thật. Hằng cũng muốn làm một thẻ ATM để thử xem Đen có thật tình muốn cho tiền cô xài không, hay chỉ là lời chót lưỡi đầu môi để dụ dỗ. Không, đời nào Hằng để cho người ta lợi dụng mình nếu như cô không cam tâm tình nguyện. Không hiểu sao, cô tuyệt đối tin tưởng Đen không phải là loại người lừa đảo, mặc dù vừa rồi anh không dẫn cô về nhà. Mà thật ra, nếu Đen đề nghị đưa cô tới ra mắt ba mẹ và hai đứa con của anh, cô cũng sẽ từ chối. Hằng không thích bị lệ thuộc, càng không thích làm màu mè đóng kịch để lấy lòng bất kỳ ai. Nếu có làm vợ Đen, cô cũng sẽ không làm dâu. Trước giờ, cô chưa hề làm dâu cho ba mẹ Nhân một ngày. Hàng đêm, Hằng và Đen vẫn nói chuyện, vẫn những câu nhớ câu thương mà nói hoài không thấy nhàm chán. Hằng vừa làm xong thẻ ATM là đang nhanh chóng chuyển cho cô 3 triệu đồng. Nói mỗi ngày cô cứ việc xài 100 ngàn để ăn uống bồi dưỡng. Muốn mua sắm gì thì cứ lên gặp Đen, anh sẽ dẫn đi mua. Hằng hạnh phúc chưa từng có. Cô đi khoe với tất cả bạn gái trong xóm đã có chồng của cô. Gặp mặt là khoe, lên Facebook cũng khoe trong tin nhắn. Nói chung, cô công khai mối quan hệ này. Hai đứa con của Đen trở về Mỹ là Đen xuống tìm Hằng ngay. Thôi thì quá chừng là quà Mỹ Đen đem về, toàn là những thứ để lấy lòng ba mẹ Hằng: dầu gió xanh, salon pad, thuốc nhức mỏi. Nhưng Đen không đích thân mang tới. Những ngày ở lại, anh chỉ ru rú trong nhà không đi đâu, vì Hằng không có Honda. Đen kêu Hằng mua một chiếc để làm chân, anh sẽ tài trợ cho phân nửa số tiền. Hằng sĩ diện nên mua một chiếc giá 43 triệu và không cho Đen góp cổ phần. Có xe rồi, Đen chở Hằng đi ăn mỗi đêm. Họ sống hạnh phúc như một cặp vợ chồng mới cưới. Trong thời gian đó, Đen cũng chưa tới nhà đặt vấn đề cưới hỏi với ba mẹ Hằng. 6 tháng liên tiếp, Đen đều chuyển tiền cho Hằng. Mỗi tháng anh đều xuống thăm cô và ở lại vài hôm. Họ cho là mình đã trưởng thành nên mối quan hệ này không cần phải thông qua ba mẹ. Ông bà nhị thấy vậy cũng làm lơ cho cô. Hằng nghe Đen nói đang xúc tiến việc mua đất trên Đà Lạt để mở vườn hoa như kế hoạch đã được anh ấp ủ bao lâu. Đen nói khi mua xong đất rồi, anh sẽ xin nghỉ việc, sẽ cưới Hằng và hai vợ chồng sẽ lên Đà Lạt khởi nghiệp bắt đầu từ tuổi 53. Hằng dự định bán mấy công đất ruộng nuôi tôm, bán luôn hai công đất ba mẹ cho, chỉ chừa lại căn nhà để khi về có chỗ ở. Số tiền bán đất được, cô cũng sẽ không công khai hết với Đen mà chỉ hỗ trợ anh phần nào, còn lại vẫn là thượng sách nếu đem gửi ngân hàng. Hằng vạch ra bao nhiêu là hoạch định cho tương lai của mình, cảm thấy tiền đồ sáng lạng đã gần ngay trước mắt. Nhưng đời mà, mọi chuyện không theo ý mình, và Hằng lại là một con người có tính khí lạ lùng, nên diễn biến cuộc sống của cô luôn luôn phức tạp. Vì ở Facebook, trên trang cá nhân của Hằng toàn tràn ngập hình ảnh tự sướng của cô đang chế độ công khai, nên cô gặp lại một người quen cũ trong lúc công tác ở phòng nông nghiệp thời chưa có gia đình. Hằng học lực thấp, năng lực kém nên lạc đẹp trong nghề nghiệp chẳng có tiếng tăm gì. Chỉ là xe xua và làm dán nên được nhiều người chú ý, kẻ thương người ghét.
Nhậm là người được Hằng chấm trúng. Anh luôn ỡm ờ với cô, đôi lúc gây cho cô sự hiểu lầm rằng anh đã thích cô rồi. Nóng lạnh thất thường nên Nhậm luôn hấp dẫn Hằng. Cho đến khi anh ta theo gia đình qua Úc thì Hằng tắt hy vọng và sau đó bạc tin không biết gì về Nhậm nữa. Đến khi Nhậm vào trang của Hằng bình luận: Hằng, phải Hằng trước đây làm trong phòng nông nghiệp huyện không? Hằng ngạc nhiên mở trang của Nhậm ra coi. Cô nhận ra anh ngay, rồi họ kết bạn nói chuyện với nhau. Nhậm nói anh đang ở Việt Nam. Qua tâm sự, Hằng biết Nhậm đã mồ côi vợ hơn 5 năm nay. Chỉ có một thằng con trai vừa tốt nghiệp đang làm việc bên Úc. Nhậm đã xong bổn phận làm cha nên muốn tục quyền mà bắt buộc vợ anh phải là người Việt Nam chính gốc. Nghe chuyện tội nghiệp bị chồng lừa của Hằng, anh hỏi địa chỉ của Nhân rồi cho người tới điều tra xem thử. Biết Nhân đang sống hạnh phúc với vợ con hợp pháp nơi đó, anh thật thà kể cho Hằng nghe. Hằng không còn cảm xúc gì với Nhân, nhưng cũng giả vờ đau khổ để Nhậm tội nghiệp. Vì nhà cùng chung một huyện nên Nhậm nhanh chóng đến thăm Hằng, thăm nhiều lần trong một tuần, thăm cả ba mẹ Hằng nữa. Hằng ban ngày đi chơi với Nhậm, ban đêm chát chích nói chuyện với Đan. Sau một tháng, Nhậm ngỏ ý muốn cưới Hằng làm vợ và bảo lãnh qua Úc sống chung. Ông bà Nhị vui mừng động viên Hằng đồng ý. Qua đến nước Úc, Hằng sẽ gặp lại con, sẽ trả thù được Nhân. Hằng đắn đo, cô thích Nhậm, thích cả Đan, làm sao bây giờ? Đan đã cho cô nhiều thứ, cô và Đan cũng đã có quan hệ xác thịt và cô mê nhục thể của anh hơn bất kỳ ai. Lấy Đan, cô có lẽ sẽ hạnh phúc vì được anh yêu. Đà Lạt cũng là vùng đất mà từ lâu cô vẫn mơ ước tới du lịch một lần cũng thỏa mãn, chứ nói chi là sống đời. Nhưng nghĩ cho cùng, Đà Lạt cũng chỉ là Đà Lạt thôi. Có tiền thì tới được, còn nước Úc thì khác. Muốn tới được đó để chơi cũng phải tốn rất nhiều tiền. Muốn đến nơi đó để sống, thật không đơn giản. Nhân đã bỏ cô ở lại để tìm cho mình nguồn vui mới, thì việc gì cô chẳng tìm cách qua tới đó sống đường hoàng danh chính ngôn thuận để anh ta thấy anh ta đã sai lầm khi đánh giá thấp về cô. Yêu gì mà yêu, rồi cô sẽ quên Đan như quên Huỳnh, vậy thôi. Cơ hội như vậy không thể nào bỏ qua được. Cô làm thinh đồng ý hết, không bỏ Đan mà cũng không bỏ Nhâm. Học tập vô hồn khi gả công chúa Mỹ Nương cho Thủy Tinh và Sơn Tinh, ai tới trước cô sẽ đáp ứng họ. Đan thì đang lu bu xúc tiến việc mua đất trên Đà Lạt nên không về thăm Hằng thường xuyên như trước, nhưng hàng tháng vẫn gửi cho cô 3 triệu đều đặn. Hằng cũng nhận từ Nhân 300 đô Úc. Chỉ có Nhậm là luôn túc trực bên cạnh Hằng, đưa đón cô đi chơi bằng xe của cô. Nhậm được gia đình Hằng quý trọng, và khi anh đặt vấn đề cưới hỏi Hằng trực tiếp với ba mẹ cô, tất nhiên là anh được ông bà Nhị ủng hộ 100%. Nhậm bàn với Hằng, anh hiện đang có một nhà hàng cỡ trung bên Úc, thu nhập cũng dư sức cho hai vợ chồng. Nhưng nếu như Hằng thích làm chủ, thì trong thời gian chờ bảo lãnh, cô nên đi học nghề nail. Qua đó, anh sẽ sang cho cô một tiệm nail. Người Việt qua đất Úc làm nail rất thịnh hành. Hằng nhớ cô bạn Tường Linh quê mùa của mình, giờ cũng là bà chủ một tiệm nail, không cần chồng nuôi. Hằng quyết định chọn Nhâm, nhưng cô cũng không dứt khoát giấy Đen. Giả lại, cuối tháng này, Nhậm sẽ về Úc để lo giấy tờ, qua cưới hỏi và bảo lãnh cô. Thời gian không biết là bao lâu, lỡ như có trục trặc gì, thì cô phải làm sao? Nhậm trở về Úc và cả xóm đều biết Hằng sắp có chồng Việt kiều. Người ta mừng cho cô và cũng nể khả năng tìm bạn trai của cô quá xá. Dù đã xem như ổn định, nhưng mỗi đêm Hằng đều điện thoại nói chuyện với Đan. Cũng thương, cũng nhớ, cũng hẹn hò ân ái. Đan nói đã mua được miếng đất rất đẹp không xa thành phố. Anh đang nhờ kiến trúc sư thiết kế một nhà kính để trồng hoa và đang trong thời kỳ chọn giống hoa để trồng. Anh hỏi Hằng có muốn lên chơi tham quan không, anh sẽ đón về. Hằng năm lần bảy lượt muốn đi, nhưng không có cớ để bỏ nhà vì cũng đang vào mùa vụ lúa. Nhưng cô hứa với Đan, sau vụ, khi lúa vào bồ, cô sẽ đến với anh. Hằng nhớ Đan,
nhớ những đêm yêu cuồng nhiệt trong căn nhà ấm cúng của cô và trong khách sạn sang trọng nữa. Nhậm thì khác, anh có vẻ lãng mạn chứ không dầu dập. Cô lại nghĩ Nhậm sống trời Tây thì chuyện gối chăn sẽ mãnh liệt gấp mấy lần Đen, nhưng không phải. Nhâm điện thoại báo cho Hoàng hay, về phần anh, giấy tờ đã lo xong. Tháng sau anh sẽ bay về để đăng ký kết hôn cho đủ thủ tục bảo lãnh. Sẽ tổ chức cho Hoàng một lễ cưới hoành tráng để cô nở mày nở mặt với bạn bè. Nhậm gợi ý Hằng nên gom lại tất cả tài sản để chuyển qua Úc một lần. Vì bản thân người Việt qua định cư bên Úc có tiền đảm bảo là tốt nhất. Hằng hỏi thăm thì đúng như vậy. Cô kêu bán tất cả ruộng đất mình sở hữu, nghĩ trong lòng. Số tiền này coi như cô mua tiệm nail. Tiệm nail sẽ là của cô, không phải của Nhậm. Gia đình Nhậm bên đó, thậm chí con của anh cũng không được cho rằng cô sống bám vào anh. Và nhất là không ai được xăm soi. Hằng bán nhanh chóng 3 công đất nuôi tôm và 2 công đất ba cô cho. Vì đất ba cô cho, nhà nước đang chuẩn bị mở đường, đất sẽ nghiễm nhiên trường ra mặt tiền nên có giá bất ngờ. Tổng cộng cô thu được 1.800.000.000, đổi ra 100.000 đô Úc vẫn còn dư. Số tiền đó Hằng cất lại, chờ sau khi đám cưới sẽ giao cho Nhậm mang về Úc. Nhậm nói anh đang chuẩn bị mua vé máy bay để về. Ngay thời điểm đó thì Nhân về Việt Nam. Anh ghé nhà thăm Hằng. Thì ra thời gian gần đây Hằng lúng vào chuyện yêu đương, hết Đen tới Nhậm, hết Nhậm tới Đen, nên không hề hay biết anh ruột của Nhân bị bệnh thận, phải mổ đến 5 lần, cuối cùng vẫn không qua khỏi. Ba mẹ và anh em về đủ để đưa đám tang cho anh. Gia đình Hằng không một người đến dự, dù khoảng cách hai nhà không xa mấy. Anh ghé vào lúc 7 giờ tối, sau khi đã đi thăm bà con cả xóm. Ba mẹ anh cùng ghé thăm ông Bảy và ăn cơm ở đó xong mới về lại nhà anh của anh. Nhân tới nhà Hằng, cả xóm đều không hay biết. Hằng đứng nhìn Nhân như trời trồng. Cô uất ức, muốn xé anh ra trăm mảnh. Một gã đàn ông bội bạc dám giác mặt tới đây gặp cô sao? Anh ta muốn gì chứ? Chẳng lẽ muốn phá cuộc hôn nhân sắp xảy ra của cô? Anh còn ghé đây làm gì? Ủa, nhà này do tôi cất mà. Lỡ đường không ngủ được qua đêm sao? Tôi với anh bây giờ là người dân nước lã, không bạn bè thân sơ, ghé ngủ qua đêm được sao? Vậy cô nhận tiền hàng tháng của tôi thì gọi là gì? Là anh có lỗi với tôi nên anh phải bồi thường. Lỗi gì? Lỗi gì à? Hỏi nghe trơ mặt nhục. Anh gạt tôi ly dị giả, rồi qua đó cưới vợ thiệt, bắt con tôi đi chia rẽ tình mẫu tử, cắt mọi liên lạc cho tôi không biết gì về con. Anh ác như một tên khốn kiếp. Cô nói sai rồi. Tôi ly dị người đàn bà lăng loàn, giáng chồng chưa đầy tháng đã ngoại tình đem trai về nhà. Tôi cách ly con gái ra khỏi cuộc sống hư hèn của mẹ nó. Tôi trả tự do cho cô mặc sức bay nhảy phóng túng. Tôi chu cấp cho cô tiền xài trong thời gian tìm chồng. Không có tôi và con, cô sống thoải mái biết mấy, cô còn không biết mang ơn. Cô chuyển mình từ tay người đàn ông này sang tay người đàn ông khác, khoái lạc quá mà phải không? Thậm chí khi anh của tôi bị bệnh nặng suốt thời gian qua, cô có một lần tới thăm không? Lỗi gì thì cũng là chuyện của tôi với cô. Chỉ cần cô chạy tới hỏi han người ta khi người ta gặp hoạn nạn, cô giờ như chẳng biết gì. Đừng nói với tôi là cô không hề hay ảnh bị bệnh nghen. Ừ đó, tôi hay đó. Nhưng tôi không có nghĩa vụ phải đi thăm. Tôi không còn bất cứ quan hệ gì với anh, thì chuyện nhà anh, mắc gì tôi phải dính vô chứ. Tốt. Vậy từ nay, xem như chấm dứt, tôi cũng mặc kệ cô. Cốc có cần anh nữa. Tôi sắp kết hôn rồi. Không cần anh, tôi vẫn danh chính ngôn thuận qua Úc hợp pháp. Tôi sẽ sống hạnh phúc, sung sướng hơn anh gấp ngàn lần cho anh coi. Chúc mừng cô. Nhưng cô cũng nên cẩn thận. Liệu tay Việt kiều kia có thể chấp nhận cô đã từng ngoại tình một lúc 2-3 người đàn ông không? Liệu hắn có đủ vị tha để thông cảm cho người đàn bà không chịu thiếu hơi đàn ông không? Cô nghĩ rằng khi quyết định lấy cô, anh ta sẽ không điều tra về cô chứ? Anh ta sẽ thông cảm để chấp nhận hiện giờ cô vẫn còn qua lại với người đang ở Đà Lạt sao? Anh nói bậy bạ gì vậy? Tôi thật thà nói cho cô biết, dù sao cô cũng là mẹ của con tôi. Tôi không muốn con tôi có người mẹ bị nhục khi người ta vạch mặt.
tôi là người cố tình bỏ qua mọi thứ cho cô, nhưng vẫn không thể không nghe đầy tai về cô. Huống chi anh ta là người muốn về Việt Nam cưới người vợ Việt hiền lành chân chất, đầy đủ thuần phong mỹ tục, thờ chồng nuôi con để anh ta yên tâm phát triển sự nghiệp. Anh ta có thể chấp nhận cô sao? Nếu như anh ta chưa biết gì về cô, tôi hy vọng hai người nhanh chóng xúc tiến thủ tục cho nhanh rồi đi đi. Chỉ có gián đã đóng thuyền thì anh ta sẽ không còn cơ hội đổi ý. Bằng không thì cô cẩn thận đấy. Không phải ai cũng nhỏ mọn hẹp hòi như anh đâu. Không có thằng đàn ông nào chấp nhận vợ ngoại tình hết, trừ khi đó là một thằng bất lực về mọi mặt, hèn kém về mọi mặt. Nhân đứng dậy, nhìn giáp căn nhà một lần, rồi nói: Tối dữ rồi, tôi về đây. Dù sao tôi cũng đã cho cô một căn nhà che mưa che nắng. Tình nghĩa cô sinh cho tôi đứa con ngoan, tôi trả hết cho cô hôm nay rồi. Bắt đầu từ đây, mạnh ai nấy sống, không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Biến đi! Nhân bước dội ra ngoài, hàng đóng ập cửa lại một cách bực dọc. Bóng tối bao phủ một màu xám xịt, giống như trời sắp chuyển mưa. Nhân chậm chậm bước, vài tia chớp lóe lên. Anh nhận thấy một người đàn ông cũng giống như anh, từ cổng nhà hàng đi ra, đang lầm lũi bước dưới màn đêm dày đặc. Nhân muốn tiến gần lại để hỏi xem anh ta là ai, là người đàn ông ở Sài Gòn, Đà Lạt, hay là tay Việt Kiều Úc cũng như anh. Nhân tiến gần đến người đàn ông trước mặt, lại một tia chớp nữa lóe sáng màn đêm, làm anh nhận ra Nhậm. Nhân biết Nhậm lúc Hằng còn làm trong phòng nông nghiệp huyện. Hai người đàn ông lúng túng nhìn ra nhau. So về tuổi tác, Nhậm lớn hơn Nhân rất nhiều. Nhân bối rối chưa biết phản ứng thế nào thì Nhậm từ tốn nói: Đi ra chợ uống ly cà phê nhé. Được, nhưng anh chờ tôi chút. Anh cứ đi từ từ, tôi về nhà bác tôi mượn xe tới chở anh đi. Tôi từ từ chờ chú. Nhân nhanh chân tới nhà ông Bảy, mượn xe đèo Nhậm ra chợ, vào quán kêu hai ly cà phê. Hai người đàn ông, hai Việt Kiều Úc, kẻ trước người sau, đã và đang đi vào cuộc đời của Hằng. Họ ngồi đối diện nhau, chưa ai mở lời trước, chẳng biết họ sẽ nói gì với nhau trong lần gặp gỡ bất đắc dĩ này. Nhậm ngồi ngửa ra ghế, đưa mắt hiếu kỳ nhìn Nhân. Chú ly dị chính thức với Hằng rồi à? Đúng vậy. Nếu như tôi cưới Hằng và bảo lãnh qua Úc, vậy có vấn đề gì không? Hoàn toàn không có vấn đề về phía tôi. Còn phía khác? Từ lâu, tôi cũng không có bất kỳ quan hệ nào với cô ấy, nên chuyện của cổ tôi cũng không còn biết gì nhiều. Nhưng khi anh được sự chấp thuận của cha mẹ cô ấy, được mọi người chúc phúc, thì có vấn đề gì chứ? Nhậm gật gật đầu. Tôi hiểu rồi. Lúc nãy anh nghe tôi và Hằng nói chuyện à? Cũng không hẳn. Là do tôi bực bội chuyện cô ấy không đi đám anh tôi, nên tôi ghét vậy thôi. Chứ thực ra cô ta cũng không đến nỗi tệ. Anh đừng vì những lời của tôi mà sinh ra thành kiến hay có những suy nghĩ không tốt cho cổ cũng tội nghiệp. Tôi hiểu mà. Vậy anh bên đó sống ở đâu? Hai người đàn ông trao đổi địa chỉ, nói với nhau về cách lập nghiệp của mình khi vừa bắt đầu đặt chân tới xứ người. Họ nói chuyện tâm đắc, chỉ một lát họ quên luôn Hằng, quên lý do tại sao mình gặp nhau đêm hôm nay. Họ xem như đồng hương xa xứ gặp lại, đúng với câu tha hương ngộ cố tri. Họ hẹn sẽ còn gặp nhau nữa trong những ngày ở Việt Nam, và khi về tới Úc cũng không gián đoạn mối quan hệ này. Hai người không nhắc tới Hằng nữa. Hằng chưa hay Nhậm về, cô vẫn liên lạc với anh qua Zalo, Viber, Messenger, cũng nhìn mặt, hứa hẹn với nhau đủ thứ. Cô nói tiền đã gom lại hết rồi, chỉ chờ gặp mặt để đưa anh mang về Úc, mua cho cô tiệm nail như đã hứa là xong. Sau đó sẽ đám cưới trước, rồi mới đăng ký kết hôn, vì Hằng nôn nóng được trình làng cái đám cưới khi Nhân còn có mặt ở Việt Nam lắm rồi. Nhậm nhất nhất chịu theo ý Hằng. Anh gặp Hằng và cô đưa anh 1.000 đô Úc chuyển vào tài khoản của anh bên Úc. Trong thời gian chuẩn bị đám cưới, Nhậm lo làm thủ tục đăng ký bảo lãnh cho Hằng, thì Hằng nhân cơ hội này đi Đà Lạt một chuyến. Cô nhủ lòng là đến để chia tay lần cuối với Đen. Dẫu sao,
anh đối với cô cũng có tình có nghĩa và là người đàn ông mà có thể là cô đã yêu nhất hiện giờ. Cô sẽ sống như vợ chồng với anh một tuần, coi như bù đắp, để rồi sau đó chính thức chia tay cũng không có gì ân hận. Hằng nói với Nhậm, cô sẽ đi chơi với bạn một tuần, sẵn mời bạn bè dự đám cưới. Nhậm sẵn sàng để mặc Hằng làm gì thì làm. Anh nói cô chỉ còn thời gian rất ngắn ở quê hương, nên muốn tiêu dao như thế nào thì tùy cô. Hằng đến Đà Lạt trong một ngày đẹp trời. Đà Lạt đón cô như vòng tay ấm áp của Đan. Anh vui mừng đưa cô đi khắp Đà Lạt, dẫn cô tham quan mảnh đất mới mua, thao thao nói về phương án xây dựng vườn hoa kiển. Anh vẽ ra trước mắt cô bao nhiêu diễn cảnh tươi đẹp, làm Hằng động lòng, nhưng giấc mơ xứ người vẫn hấp dẫn cô hơn. Lẽ ra lần này, Hằng dự định sẽ nói thật với Đan, nhưng cuối cùng cô ra về mà không hé lộ một điều gì. Cô tiếc, cô sợ nếu nói ra mà trong thời gian Nhậm Bảo Lãnh còn lâu quá mới đi thì Đan sẽ bỏ rơi cô. Không được, cô không thể để Đan tự ý bỏ rơi cô được. Hằng muốn mặc dù cô đã có chồng rồi, đã được bảo lãnh, nhưng bất kỳ lúc nào cô muốn thì cô cũng có thể đến với Đan, nên dứt khoát Đan không thể biết gì về cô cả. Khi Đan đưa Hằng ra bến xe để về, anh nói: cuối tháng này anh về Sài Gòn sẽ xuống thăm em, sẽ xin phép ba mẹ để bàn chuyện đám cưới. Hằng cuống quýt: không được. Sao vậy? Hằng bối rối một chút rồi nói: em định bán mấy công đất để phụ với anh xây dựng nhà kính trồng hoa. Anh xuống lúc này, ba mẹ lại nghĩ em bị anh dụ dỗ, tội nghiệp cho anh. Thôi, để bao giờ em lo xong, tiền cầm trên tay cho chắc ăn, rồi anh xuống cũng được. Tại sao lại bán đất? Vậy chứ anh không cần thêm vốn sao? Trước mắt là chưa cần mà. Anh có tiền, con anh cũng đầu tư. Nếu như có thiếu hụt chút đỉnh, thì anh đem bán căn nhà thế chấp ngân hàng. Chứ việc gì phải dùng đến tiền bạc của em. Không coi em là người nhà à? Anh lo được cả. Chưa cưới em về, anh không sử dụng tiền bạc của em đâu. Hằng thoáng cảm động. Một chút so sánh giữa hai người đàn ông, một chút đáng đo xuất hiện trong lòng. Nhưng muộn màng rồi, tất cả gia tài đã đưa hết cho Nhậm, muốn hối cũng không còn kịp nữa. Thì thôi, đành chấp nhận số phận với tương lai mà chính cô đã tự chọn cho mình. Hằng về lại nhà, cô nghe nói cả tuần nay Nhậm không có tới nhà cô để thăm ba mẹ cô như thường ngày. Gia đình Nhậm đều ở bên Úc, Nhậm không còn nhà cửa gì ở Việt Nam, về đây là ở nhà của người bà con. Trước đây anh cũng ít khi về chỗ này, nhưng sau khi quen với Hằng nên tới lui thường xuyên hơn. Hằng cũng không tìm được Nhậm trong Facebook, dù cô đã nhắn tin cho anh rất nhiều lần. Ngày cưới hỏi cũng chưa nghe Nhậm trình báo với ông bà nhị. Hằng lo điến người. Chạy lại nhà bà con của Nhậm hỏi thì cũng không ai biết gì về hành tung của anh ta. Nhân và gia đình cũng đã về lại Úc. Hằng không dám nói cho ba mẹ cô biết về số tiền 100.000 đô Úc đã đưa cho Nhậm. Cô mất ăn mất ngủ, tiếc anh ta thì ít, mà tiếc tiền thì nhiều. Chả lẽ anh ta lại là một tên lừa đảo sao? Nhưng Nhậm là việc kiều Úc là thật. Diện anh ta từng sinh sống và kinh doanh nhà hàng bên Úc là thật kia mà. Vì lý do gì lại lừa đảo cô như vậy? Hay là anh ta có nỗi khổ gì đó chăng? Gia đình cô hối thúc việc tìm Nhậm để làm đám cưới vì tin đồn đó đã lan rộng khắp các họ hàng. Bây giờ mà im luôn thì còn mặt mũi nào chứ? Facebook anh ta cũng hủy luôn, Zalo Viber gì cũng mất sạch. Hằng do sơ ý cũng không có lưu một tấm hình nào của Nhậm. Cô tức muốn điên, suốt ngày loay hoay tìm cách liên lạc, nhưng tất cả đầu mối đều bị bịt kín, không còn cách nào tìm ra anh ta. Một tháng trôi qua, thời gian đủ để Nhậm về nước, đủ để anh ta sử dụng số tiền Hằng đã âm thầm giao cho anh ta, không có bất cứ một chứng cứ gì. Tất cả tài sản tích cóp bao nhiêu năm, bỗng trong không cánh mà bay. Bay vào túi tên ti tiện,
mà theo hạng là không đáng sống. Cô muốn điên lên, người mụ mẫm trong căm hận mà chẳng biết phải trả thù như thế nào, trả thù từ đâu. Đăng lên mạng xã hội để chính thức tuyên bố mình bị ngu, bị lừa đảo vì nhãn mác vợ Việt Kiều cho mọi người biết sao? Ai sẽ thông cảm cho cô hay lại bị thị phi đàm tiếu? Rồi còn Đan nữa, anh sẽ nghĩ sao khi biết chuyện này? Tài sản, tiền bạc, đất đai, cô không còn diện trợ của Nhân, không còn của Đan, không còn lợi tức từ ngân hàng, không còn tiền thuê từ dẫn Dung Tôm, chỉ còn chút đỉnh tiền bạc trong mình như vậy. Làm sao sống, làm sao yên tâm khi cứ xài dần vào từng đồng một cho đến khi hết sạch? Không, Hằng còn có Đan. Cô không thể để Đan biết chuyện gì. Đan hiện tại không cần tiền của cô. Nếu như anh cưới cô, Hằng sẽ bán nhà để theo anh. Nhà cô bây giờ quy ra cũng tiền tỷ chứ chẳng ít. Hằng đâu xé lòng như có ai đang dùng dao lóc từng mảng thịt của mình khi nghĩ đến 1 tỷ 700 triệu đưa cho Nhậm. Một tên khốn nạn khốn kiếp lừa gạt, lấy đi xương máu mà cô đã dành dụm chắc chiêu bao nhiêu năm qua. Trời ơi, Hằng ơi, sao mày ngu si và cả tin như vậy chứ? Sao lại dội dàng không chờ đến khi đích thân qua tới bên Úc sẽ chính tay cầm tiền mua lấy tiệm nail? Gấp rút gì vậy chứ hả? Có ai không? Có ai dẫn cô đi gặp tên cặn bã đó để đòi lại số tiền? Cô sẽ sẵn sàng chia làm ba để tặng cho họ một phần ngay lập tức. Và Hằng đến tìm bà con của Nhậm, nhưng họ có biết anh ta ở tiểu bang nào của Úc đâu. Là bà con thôi mà, việc gì phải tìm hiểu anh ta ở đâu? Nếu như anh ta có nói thì khi nghe xong họ cũng quên rồi, chứ để ý làm gì, bởi có bao giờ họ đi qua Úc mà bận tâm. Dù cho họ có ham số tiền Hằng hứa, nhưng lực bất tòng tâm. Hằng bị xóm làng cười chê, cha mẹ chì chiết, vì ai cũng nghĩ Nhậm chắc đã nghe dư luận về Hằng nên bỏ cuộc giữa chừng. Hằng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, một mình ôm nỗi tủi nhục vào lòng. Thế rồi cô lại đi tìm Đan. Hằng lên Đà Lạt, nhưng Đan không có ở đó, anh đã về Sài Gòn. Khu đất Đan mua ở Đà Lạt đang trong giai đoạn xây dựng. Hằng tiếc ấm áp. Nếu như cô chỉ đầu tư 1/3 số tiền của mình vào đây, thì bây giờ cô đã cùng với Đan chờ đợi thành quả rồi. Đan rõ ràng là một người có chí làm ăn, anh nói được làm được. Hằng bỗng cảm thấy ân hận khi quyết định buông bỏ Đan để đến với Nhậm. Cô chợt nhận ra, khi ở bên Đan, cô hoàn toàn yên tâm. Móc túi chi tiền cho cái ăn cái ở khi gặp anh, cô cũng không chút đắn đo. Và cô cũng nhận lại từ anh tất cả những gì cô đã bỏ ra. Đan cao lớn nhưng không thô, con người bạc thiệp, luôn toát ra một vẻ để người đối diện tin tưởng kính trọng. Loại người như cô có chồng như Đan thật đáng để hãnh diện, còn đi mơ tưởng chi loại Việt Kiều để bây giờ thảm thương như thế này. Có chồng thành đạt như Đan, thỉnh thoảng dinh quy bái tổ rỡ ràng cho cha mẹ, há không tốt hơn đi múc cà tha bên xứ người, chưa biết cuộc sống sẽ ra sao? Hằng ơi, sao mày ngu như vậy? Sao không hề biết suy nghĩ? Rõ ràng mày xác định được là mày đang yêu Đan kia mà. Ham làm chi cái mã Việt Kiều, để bây giờ không còn gì tất cả. Hằng ở khách sạn đợi Đan lên, nhưng anh nói còn bận giải quyết một số thủ tục hành chính để xin nghỉ việc, nghỉ hưu non mới yên tâm làm kinh doanh được, và cũng không có thời gian để đưa đón Hằng đi chơi, nên Hằng về thẳng nhà. Trong lúc này, Hằng như người chết rồi. Cô nghiên cứu cách nào để có tiền, để lỡ như không có ai đùm bọc mình nữa thì mình vẫn còn có thể tự sống, chứ kéo dài tình trạng này thì đói như chơi. Và bé Hoàng Oanh, nếu như muốn nuôi cô thì cũng phải chờ bé tốt nghiệp đại học xong, ra trường có việc làm ổn định mới tính được. Và Hằng bắt đầu cho vay. Ai cần tiền, cô cho vay tháng, vay trả góp mỗi ngày, vay dài hạn nhất là 3 tháng, vay tiền trước đông lúa tới mùa. Hằng bung ra hơn 100 triệu, tính ra mỗi ngày cô thu được vài trăm ngàn tiền lời, đủ để sống phè phỡn, không sợ đói khát gì nữa. Vì là cho vay nên ban đầu
Hàng vốn dĩ sống khép kín, từ giờ bắt đầu lộ diện. Cô trở nên đanh đá hung dữ khi có ai chậm trễ tiền bạc góp sách. Không phải ai Hàng cũng sẵn sàng mở lòng. Cô phải nhìn xem người mượn có khả năng chi trả không. Nếu như không, cô cũng nghênh ngang xiết đồ cấn nợ như thường, không sợ miệng đời mỉa mai hay khinh bỉ. Ông bà Nhị nhiều lần can thiệp, nhưng cô đều bỏ ngoài tai. Đối với cô, có lúa mới cho mượn gạo. Trong vòng 6 tháng, Hằng đã có thêm số vốn gấp mấy lần số tiền cô đã bỏ ra ban đầu. Sau đó, cô tổ chức làm hụi. Hằng cho rằng đó là hình thức nắm đầu con nợ. Nếu họ ọ ẹ gì thì cô xiết hụi là xong. Hằng không có thời gian để đến giấy đen vì cô bận thu tiền gốc mỗi ngày. Nếu như cô đi dài hôm, số tiền đó sẽ chồng lên và bạn hàng sẽ xin khất, phiền lắm. Hằng đã mất nhiều tiền lắm rồi, cô không muốn bị mất một xu nào nữa. Tình yêu theo thời gian rồi cũng tàn rụi. Tình yêu không thể dọn lên bàn làm no lòng, nhưng tiền bạc thì có thể mua cả thần thánh, mua cả chính quyền, nên cô cần tiền bạc hơn. Khi có tiền nhiều rồi, đang tự động sẽ đến với cô thôi, bởi vì đang kinh doanh cũng chỉ để kiếm tiền thôi mà. Đang cũng đến gặp Hàng nhiều lần mỗi khi anh về Sài Gòn. Vườn hoa kính của anh đã đi vào quỹ đạo. Đang bận rộn nhưng vẫn có thời gian thư giãn. Anh biết Hàng buôn bán ngoài chợ, nhưng cụ thể là buôn bán gì thì anh không biết. Đang nghĩ Hàng chỉ làm cho vui thôi, giết thời gian thôi, chứ trước sau gì cũng về làm vợ anh, thì những chuyện buôn bán linh tinh này bỏ cũng chẳng có gì hối tiếc. Họ sống công khai như vợ chồng. Hằng tuy vẫn căm thù nhâm, nhưng cô tự nhủ sẽ chôn chặt bí mật này vào lòng, dĩ nhiên không ai biết tới. Nếu có dịp gặp lại, cô nhất định sẽ phanh xác hắn ta ra thành nghìn mảnh vụn mới thỏa lòng. Hằng ôm dung bên cạnh Đan, nghĩ đã hoàn toàn chiếm hữu anh rồi. Cho đến khi Đan xuống, cô ở chợ về nhà thì nghe mấy đứa em cô nói lại. Đan đã bỏ về ngay trong buổi sáng, mang theo một vali. Hằng hết hồn vào lục tủ thì thấy chỉ mất tất cả đồ đạc quần áo của Đan từng mặc mà thôi. Anh ra đi không mang thứ gì của cô, cũng như không để lại thứ gì của anh trong nhà cô nữa. Hằng điếng người. Chuyện gì vậy? Anh đã gặp ai sao? Đã nghe ai nói gì sao? Thời gian gần đây cô không còn cảnh giác, sợ ai bàn ra tán vào chuyện của cô và Đan nữa. Khi anh xuống, cô để anh ở nhà một mình cả buổi sáng, sau đó mới cùng nhau cả buổi chiều ở nhà, tối lại đưa nhau đi ăn uống ngoài chợ. Đan cũng ít khi tiếp xúc với ai ngoại trừ người nhà của cô, mà người nhà của cô thì không bao giờ đem chuyện cô nói ra với anh. Vậy ai chứ? Anh đã biết được điều gì? Tại sao lại bỏ về không lời từ giả như vậy? Cuộc ra về không báo trước, không lời từ giả, linh cảm báo cho cô một tin chẳng lành. Hằng gấp rút gọi điện thoại cho anh. Cô nhanh chóng tìm ra một lý do để bào chữa cho bất cứ mọi nghi ngờ nào của Đan về cô. Và cô tin rằng anh sẽ tin mình như đã từng tin trước đây vậy. Hằng gọi cho Đan, máy anh đổ chuông nhưng anh không nghe. Cô cuống quýt dắt xe chạy ra bến để hy vọng kịp thời ngăn anh lại. Nhưng Hằng không hề biết rằng, để tránh mặt cô, Đan gọi Honda ôm lên bến xe tỉnh, sau đó thuê luôn chiếc 4 chỗ về thẳng Sài Gòn. Hằng lo sợ, cô thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô hỏi gia đình, cha mẹ anh em xem có ai gặp anh không, thì nghe trả lời là chỉ gặp lúc anh ra về. Cô vào Facebook, nhắn tin cho anh, gọi điện liên tục, nhưng Đan suốt mấy ngày không online. Điện thoại thì chuông vẫn reo, nhưng không thèm nghe máy. Hằng bắt đầu cảm thấy buồn. Phải, cô cứ tưởng là có thật nhiều tiền thì tình yêu tự tới, không cần phải săn đón, phải chiều chuộng bất kỳ một ai. Nhưng hình như cô đã sai rồi. Người đàn ông này nhiều tiền hơn cô và không cần tiền của cô. Người đàn ông này sẽ cho cô tất cả để cô được sống trong giàu sang nhung lụa. Cô đã đánh giá sai về Đan sao? Không thể được. Cô không thể mất anh. Bằng bất cứ giá nào, cô cũng phải giành lấy anh trở về. Hằng thông báo cho dân chợ biết
cô tạm thời cho họ ngưng nợ trong vòng một tuần. Cô quyết định trong vòng một tuần này, cô sẽ đem được Đen trở về với mình. Hằng sửa soạn đi Đà Lạt. Chỉ có Đà Lạt thôi, vì nhà cửa của Đen ở Sài Gòn đối với cô vẫn còn là bí mật. Khi Hằng có mặt ở Đà Lạt rồi, thì cô lại không dám xuất hiện trước mặt Đen, vì anh đang tổ chức khánh thành vườn hoa kính. Khách mời đông đảo, toàn là dân làm ăn sang trọng. Và đặc biệt là có cha mẹ Đen. Chính vì có sự hiện diện của ông bà nên Hằng không dám lộ mặt, chứ thực tình cô rất muốn mọi người biết mình sắp sửa là bạn đời của anh. Hằng tiếc nuối quá. Có thể chuyến rồi anh xuống để thông báo và rước cô lên dự buổi khánh thành này để công bố chính thức mối quan hệ của hai người. Nhưng tại sao anh không điện thoại trước cho cô? Tại sao có hiểu lầm gì mà anh lại không nói ra, để âm thầm ra về và cắt liên lạc với cô như vậy? Chuyện của Nhậm với cô thì chắc chắn Đen không thể biết được rồi. Cả ba mẹ anh em cô còn không biết thì người ngoài làm sao biết mà học tam học tể với anh chứ? Thật không có gì khó chịu bằng muốn đi năn nỉ một người mà mình chẳng biết mình sai chỗ nào. Và Hằng đang trong trạng thái đó. Cô chờ tiệc khánh thành xong, luôn luôn theo dõi xem Đen ở đâu, làm gì để gặp anh. Nhưng lúc nào cũng có cha mẹ anh bên cạnh. Buổi tối, anh còn giao lưu với nhiều người ở tại nhà kính, ăn uống nhậu nhẹt tới khuya. Cô đành về lại khách sạn để chờ hôm sau. Hôm sau, hừng sáng, Hằng đã có mặt ở quán cà phê trước cửa vườn hoa của Đen. Anh đưa cha mẹ đi ăn sáng và thuê xe cho cha mẹ anh về quê. Xong, Đen trở về vườn hoa nhà kính. Nơi đó, các công nhân đang chuẩn bị ươm trồng các loại hoa từ hạt mà anh đã đặt mua các nơi. Khi nhìn thấy Đen một mình chăm chú quan sát mọi người làm việc, thì Hằng xuất hiện trước mặt anh. Hôm nay cô cố ý trưng diện rất đẹp để Đen nhìn. Đen hơi bất ngờ khi thấy Hằng. Anh nở nụ cười miễn cưỡng mà không đổi sắc. Ủa, em lên bao giờ? Hôm qua, lúc anh đang cắt băng khánh thành. Sao không vào chung vui với anh? Anh có mời em sao? Không, không có. Đen nói một câu bàng quan như vậy, Hằng thoáng nghe trong lòng một chút hụt hẫng. Cô mở lớn mắt. Tại sao ngày vui như vậy mà anh không cho em hay? Hay để làm gì? Anh không coi em là người nhà sao? Sao lại là người nhà? Chẳng lẽ mình không có mối quan hệ gì sao? Chẳng lẽ mình có mối quan hệ gì sao? Anh nói vậy là ý gì? Đen quay lưng bước vào gian phòng. Hằng hấp tấp đi theo. Đen ngồi xuống bàn làm việc, đưa tay chỉ ghế đối diện. Ngồi đi. Hằng đổ ầm xuống ghế. Cô nhìn Đen, nói như khóc. Tại sao anh đối xử với em như vậy? Em làm lỗi gì chứ? Anh xuống không báo cho em hay, rồi đùng đùng khăn gối về, cắt mọi liên lạc với em mà không giải thích. Em làm sai điều gì sao? Tại sao anh lại nhẫn tâm coi như không có chuyện gì xảy ra với em như vậy? Vậy thì chuyện gì xảy ra cho em? Anh bỏ về, không liên lạc được với anh, em muốn điên lên. Đen ngửa người ra ghế, cười, nụ cười dẻo cợt, làm Hằng cảm thấy tê tái đến lạnh người. Vậy sao? Rồi anh bất chợt đập tay thật mạnh xuống bàn, giận dữ. Đừng đóng kịch nữa, mệt mỏi lắm rồi. Phụ nữ nhà quê mà tâm địa xấu xa như cô là người đầu tiên tôi nhìn thấy đó. Chấm dứt hết rồi, đừng níu kéo quan hệ gì nữa, chỉ vô ích thôi. Hằng há hốc miệng, chỉ tay vào mặt mình, nói không thành lời. Tâm địa xấu xa? Anh nói em đó sao? Đóng kịch sao? Anh muốn ám chỉ điều gì? Anh đã gặp ai và nghe họ đơm đặt những gì? Đúng, hôm nay tôi sẽ vạch rõ ranh giới với cô. Tôi sẽ nói cho cô biết con người của cô đã làm tôi kinh sợ như thế nào. Anh nói rõ đi. Khi tôi về tới nhà cô thì có 5 người đàn bà đang ở đó chờ cô về để năn nỉ cô, để xin cô tha cho họ vài ngày góp sách tiền vay. Cô cho vay để người ta vượt qua khó khăn giai đoạn, hay cô cố tình cho vay để đẩy người ta vào đường chết?
chị kia chồng bị nan y, không có tiền chạy chữa, phải đi tìm từng cổng thuốc nam để xác cho chồng uống. Vay cô 500.000 đồng mua cái siêu xác thuốc điện hết 350.000 đồng, còn lại 150.000 đồng mua 5 thang thuốc bắc. Suốt ngày chăm sóc chồng, thời gian đâu mà cày bừa để góp cho cô. Nhưng mỗi ngày góp 20.000, chỉ ngân có 4 ngày mà cô nỡ lòng xiết cái siêu thuốc thì lấy gì người ta xác nữa chứ? Cô là loại người gì vậy? Đen hét lớn. 500.000 thôi mà, lớn lắm sao? Tình người trong cô đâu hết rồi? Chị kia nợ cô 600.000 đồng, góp đều đặn. Đến khi con của chị bị tai nạn giao thông, chị phải đi nuôi con. Cô nghĩ thử xem, có 600.000 cũng phải vay cô, thì khi con nằm viện, tiền đâu nuôi, tiền đâu góp sách chứ? Vậy mà khi cô vô bệnh viện, tưởng là thăm người ta. Ai dè, cô canh có người cho tiền thằng nhỏ, là cô chộp lấy trừ nợ. Cô là loại người gì vậy? Một chút tự trọng cũng không có. Chỉ vài 30.000, vài 300.000 mà không kể gì đến nhân cách làm người. Cô như vậy có thể làm vợ tôi sao? Tính toán chia ly hẹp hòi như vậy, sau này đối xử với cha mẹ chồng, với con chồng, với đám công nhân đã cùng tôi khởi nghiệp như thế nào đây? Hàn điếng người. Thì ra, những mụ đàn bà nhiều chuyện đã tố khổ cô với Đan. Thì ra anh ta nhúng tay vào, nên ngay hôm đó họ có tiền thanh toán hết với cô và không mượn lại nữa. Trời ơi, chắc chắn đây sẽ là tiêu đề hấp dẫn cho những con mụ đó đem ra bơi móc cười chê và xúc xỉm cô sùm ngoài chợ. Tại sao Đan lại can thiệp vào những chuyện như vậy chứ? Cô trừng trừng nhìn anh, giận nhiều hơn ngại. Và anh đã cho họ tiền để trả lại em sao? Đúng vậy, số tiền tổng cộng của 5 người đàn bà nợ cô không tới 3 triệu đồng. Nhưng cô đã làm nhục họ đến bao nhiêu cũng không đủ. Bác kia già hai thứ tóc, nghèo khổ mua gánh bán bưng, nuôi hai đứa con bị bại não. Thà cô đừng cho người ta mượn tiền, còn nếu cho thì nên cho mượn, chứ lấy chi tiền lời của người già nghèo khổ cả đời như vậy. Đã vậy, khi bác ấy không góp đúng, cô đã giăn thúng rau của người ta cho bầm dập. Cô không sợ trời phạt cô sao? Đúng là không có chút lương tâm mà. Tại sao tới bây giờ tôi mới nhìn ra cô chứ? Sự thật không phải như vậy đâu. Là do họ dựng chuyện đơm đặt nói xấu em thôi. Nếu như cô tốt hơn, người ta sẽ mang ơn cô. Không ai lại đi nói chuyện bất lợi cho mình như vậy. Hàn chồm tới, nắm tay Đan. Em chỉ muốn nhanh chóng gom tiền để đến với anh. Cô sai rồi. Tôi là người làm ăn, tôi chỉ muốn sử dụng những đồng tiền trong sạch. Tiền ăn trên xương máu của người khác, tôi không cần. Và tôi cũng nói với cô nhiều lần rồi, tôi cưới vợ thì đủ sức nuôi vợ con mình, không cần hồi môn, cô hiểu chứ? Tôi không phải tay Việt kiều Úc bòn rút tiền của cô rồi bỏ trốn, nghe chưa? Hàn điến người. Gì? Việt kiều Úc gì chứ? Bỏ trốn gì chứ? Lại giả vờ nữa à? Anh muốn nói thằng chồng cũ của em đó à? Không phải. Là cái tay cô mới quen, là cô đã bán gia sản của mình đưa cho hắn ta đem về Úc để mua tiệm nail, để hắn cưới cô, để cô danh chính ngôn thuận qua Úc sống. Không phải đâu anh. Anh bị ai đầu độc rồi? Em bán đất, vì đất là của hai vợ chồng em. Bán chia làm ba, chồng con em 2 phần, em 1 phần. Vừa rồi anh ta về lấy đi để lo cho con em ăn học bên đó. Em cũng phải có trách nhiệm với con, vì anh ta đã có gia đình riêng của mình rồi mà. Thằng cha Việt kiều Úc đó, do trước đây hắn là sếp của em, giờ gặp lại chỉ cà phê cà pháo thôi, chứ làm gì có chuyện cưới hỏi, có chuyện bán đất đưa tiền cho hắn. Ngụy biện giỏi lắm. Không cần giải thích nữa, chỉ cần cô biết rằng tôi đã rõ việc cô điên cuồng chạy đi tìm người nhà của anh ta để xin địa chỉ liên lạc đòi lại tiền là đủ rồi. Trời ơi! Hàn à, tôi đã làm cô nhiều lắm rồi. Cũng may á, bây giờ vẫn còn kịp. Thật tình á, tôi đã từng có dự định cưới cô. Mới đây vẫn còn, bởi vì tôi nghĩ cô là con gái nhà quê, bị chồng lừa gạt, đến độ mất chồng mất con. Cô lại là chị cả trong một gia đình đông anh chị em. Cô chắc chắn sẽ có một tấm lòng rộng bao la của một người mẹ.
cô có thể không cần làm dâu cho ba mẹ tôi, nhưng cô sẽ hiếu kính với ông bà và bao dung với các con của tôi. Như vậy là đủ, đủ để tôi yêu thương trân trọng cô, để cô yên tâm mà sống bên tôi suốt cuộc đời. Nhưng khi hiểu rõ về cô thì tôi sợ quá. Vì sao mà cô bị chồng bỏ rơi? Vì chồng đi mới một tháng mà cô đã ngoại tình rồi, sau đó là với tôi, với tay Việt Kiều cùng lúc. Thật ghê tởm. Có một sự thật mà Đen không nói ra, đó là ngay khi nhìn thấy Hằng lần đầu tiên trên Facebook, anh đã choáng. Choáng vì Hằng có khuôn mặt và đôi mắt rất giống Lam, người vợ yêu quý của anh đã ra đi, để lại trong lòng anh bao nhiêu thương nhớ. Dù rằng Hằng không được thanh tú như Lam, nhưng cô ta rất giống Lam. Khi tiếp cận với Hằng, Đen sinh ra mê đắm thân xác cô ta. Hằng rất có bản lĩnh trong chuyện phòng the chăn gối. Cô hừng hực nóng bỏng như một con sư tử cái không hề mệt mỏi, làm Đen thỏa mãn. Anh thật sự muốn cưới Hằng về làm vợ, sở hữu riêng mình. Nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi, không thể nào được nữa. Hằng ngồi đó, cô không biết phải nói gì với anh. Chưa bao giờ Hằng thấy nhục như bây giờ. Có gì để nói nữa chứ? Anh biết tất cả, mà lại còn biết rất chính xác. Phen này Hằng về nhà sẽ tìm mấy bà mụ đàn bà nhiều chuyện đó mà xử một trận. Nhưng cũng không được. Càng lớn chuyện càng tủi hổ, vì họ đã không còn nợ nần gì cô, không còn bị cô khống chế. Họ đã biết tẩy của cô cả rồi, mà làm sao họ biết được cơ chứ? Chắc chắn là bà con của Nhậm đã nói ra. Bây giờ làm thế nào để năn nỉ Đen đây? Cô không thể để mất anh được đâu. Hằng tha thiết nhìn Đen. Tất cả những chuyện đó anh nói đều đúng. Chỉ có việc bán đất điền để cho tên Việt Kiều đem về là sai. Giấy tờ bàn giao tiền và giao kèo của em với chồng cũ vẫn còn. Nếu anh muốn, em sẽ đưa anh xem. Hằng cố tình nói đại. Chuyện ngoại tình khi chồng vắng nhà là do người ta đơm đạt. Ở dưới quê mà anh, chỉ cần trai đơn gái chiếc đi uống cà phê, đi ăn với nhau một lần là họ đồn rồng lên thị phi ghê gớm. Sau đó em quen với anh, và chỉ một mình anh tới giờ thôi. Nếu em quen tên Việt Kiều anh nói, sao ba mẹ em lại để anh đến nhà em và mình sống chung như vợ chồng được chứ? Giải thích làm gì nữa? Anh bỏ em oan ức như vậy, em không cam tâm. Xin anh cho em cơ hội chứng tỏ cho anh thấy em không phải là người xấu xa như vậy đâu. Chứng tỏ như thế nào? Anh biểu thế nào em nghe thế nấy. Muộn rồi, bây giờ cô về khách sạn đi, sau đó về quê, chúng ta chấm dứt ở đây. Anh nỡ lòng nào bỏ em sao? Đành phải vậy thôi, chúng ta không có điểm chung. Em sẽ vì anh mà thay đổi, em yêu anh mà Đen. Cô không yêu ai hết, cô chỉ yêu cô thôi. Không, em yêu anh. Em sẽ bỏ hết tất cả chỉ để yêu anh và được yêu anh. Khó lắm. Bản chất chứ không phải hiện tượng thì làm sao thay đổi đây? Chúng ta không hợp nhau đâu. Xin lỗi, mời cô. Đen đứng dậy, thái độ dứt khoát. Hằng nhìn anh lần cuối rồi lầm lũi bước đi, nước mắt tràn ra nhòe nhoẹt hết cả phấn son. Trời Đà Lạt vẫn mát rượi, vẫn đẹp ngời ngời, nhưng trong lòng Hằng bức bối muốn ngột thở. Cô muốn thật nhanh rời bỏ nơi kỷ niệm mà lần đầu tiên cô đã cùng với Đen nếm trải trong ngọt ngào hạnh phúc. Hằng bệnh khi về tới nhà, cô nói nghỉ chợ một tuần, nhưng cô chỉ đi có 3 ngày. Những ngày còn lại nằm bẹp dí trong nhà, không muốn đi đâu, không muốn gặp ai nữa hết. Xem như bên cạnh cô bây giờ không còn ai. Hằng cứ suy nghĩ hoài, chẳng hiểu mình đã sai điều gì, sai ở đâu, tới độ tiền mất tình mất, trắng tay như vậy. Sao ai đến với cô cũng đắm say, rồi cũng tự ý bỏ cô đi? Nhân, Huỳnh, Đen và Nhậm, rõ ràng cô lúc nào cũng thật lòng với họ, mà họ lại đối xử với cô như vậy đó. Đúng là bọn đàn ông khốn kiếp.
đi khắp thế gian tìm không ra một người tốt. Thậm chí chồng đã có con với mình cũng sẵn sàng quay lưng với mình. Từ nay, khi quen với bất kỳ ai, cô cũng sẽ cảnh giác, không thể cả tin và lúc nào cũng phải đề phòng. Suy nghĩ xong, Hằng lại buồn. Cô đã 48 tuổi rồi còn gì? Chẳng mấy năm nữa, cô sẽ trôi qua tuổi xuân. Nếu không nhân cơ hội này tìm chồng, thì xem như vĩnh viễn cô sẽ cô độc một mình. Nhưng muốn tìm một người chồng để nương tựa, thì chẳng có ai bằng Đan được. Cô tiếc nuối mà không có cách nào níu kéo lại anh. Cô khinh ghét những tên phàm phu tục tử, những tên đàn ông quá dở thô dở trong địa phận của cô thiếu gì. Nhưng đó là những kẻ dai u bắp thịt, làm gì có cửa ngắm nghé vào cô chứ. Facebook. Đúng rồi, chỉ có Facebook đa dạng mới có nhiều người đa dạng. Nhưng bây giờ lừa đảo nhiều quá, cũng chẳng biết tin ai. Thôi thì nhờ những người bạn thân trên Facebook nhưng chưa biết nhiều về cô mai mối. Qua dò hỏi lân la làm quen và chuyện trò thường xuyên với Châu, Hằng tâm sự với Châu là muốn tìm một người chồng chính thức đến với nhau bầu bạn tuổi xế chiều. Châu vui mừng là may hàng cho Thanh Vân, anh bà con của cô đã quá vợ nhiều năm. Có nhà ở Sài Gòn, các con đã có gia đình ở riêng, chỉ còn một mình anh ở trong căn nhà lớn hai lầu. Anh ở trên tầng trên, tầng trệt cho thuê bán quán cà phê, tầng một karaoke cũng cùng một chủ thuê. Thu nhập của anh ổn định nhờ vào nguồn thu của căn nhà. Thanh Vân cũng đang cố ý tìm vợ vì các con anh cứ hối thúc tìm người bầu bạn bởi sợ anh cô độc. Anh lớn hơn Hằng đến 10 tuổi, nhưng Hằng thấy trong ảnh anh cũng phong độ lắm. Cô vui mừng như bắt được vàng, vậy là nhanh chóng kết bạn với Thanh Vân. Hẹn tối lại sẽ có một cuộc trò chuyện qua video để nhìn rõ mặt nhau. Sau cuộc nói chuyện với Thanh Vân trong đêm, Hằng cảm thấy tự tin về mình hơn. Nhưng khi trưa hôm sau từ chợ về, mở Facebook ra, cô tá hỏa khi nhận ra Thanh Vân đã chặn cô mất tiêu rồi. Ban đầu, cô tưởng nick của anh bị hack nên gọi điện hỏi Châu. Châu vô tư nói anh vẫn hoạt động bình thường. Hằng ngồi yên bất động một lúc lâu, vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho mình. Tại sao lại chặn cô chứ? Nếu có vấn đề gì không hài lòng thì hắn ta cũng phải nói ra, chứ có đâu vô duyên vô cớ chặn Facebook, cắt đứt liên lạc với cô là sao? Hằng vừa giận vừa quê. Trong quá trình chơi phay, cô chưa từng gặp cảnh như vậy. Cô chỉ cần ra tay thì cáo già như Huỳnh, như Đan, như Nhậm cũng thúc thủ rồi. Đừng nói chi là Thanh Vân. Hay là hắn ta đã biết về cô, biết mối quan hệ của một trong những người đã từng là tình nhân của Hằng. Không thể bỏ qua được, Hằng gọi cho Châu, bức xúc gầm gừ với Châu, cho rằng Châu đã coi thường cô nên mới giới thiệu một người kỳ quặc như vậy. Châu hứa sẽ tìm hiểu rồi báo lại cho Hằng biết nguyên nhân. Nhưng sau đó Châu lại im lặng không trả lời. Hằng nhắn tin, Châu đọc rồi im lặng. Hằng gọi điện, gọi hoài, cuối cùng Châu nhắn: bà đừng hỏi về Thanh Vân nữa, bà và anh ấy không hợp nhau đâu. Tại sao anh ấy chặn tôi? Vì ảnh không muốn bà làm phiền. Tôi làm phiền sao? Chỉ cần ảnh nói không hợp, tôi sẽ tự động rút lui vô điều kiện. Chặn Facebook là xúc phạm tôi, bà biết không? Là do ảnh không muốn liên lạc với bà nữa. Anh ta có nói lý do gì sao không? Ảnh nói chỉ mới quen biết nhau mà bà đã quá dội vàng, đã không giữ kẻ, đã phơi bày bản chất muốn chiếm hữu con người ta. Bà không quên một điều là đàn ông có tự trọng, họ chỉ muốn chinh phục phái nữ chứ không thích bị phái nữ chinh phục. Hắn ta đặt điều. Tôi cũng không rành lắm, nhưng tôi biết Thanh Vân nhiều hơn biết bà. Thanh Vân không nhảm nhí và không thích kết thân với những kẻ nhảm nhí. Ảnh quyết định chặn bà và không nói với bà. Có lẽ ảnh sợ khi bà biết được sự thật cũng chỉ làm bản thân tản tò khó chịu. Còn về cá nhân tôi, bà muốn chơi nữa thì chơi, không thì cứ hủy kết bạn. Tôi hứa sẽ không trách bà một câu. Hằng bực bội cúp máy, tiện tay bấm hủy kết bạn với Châu. Cô ngồi im suy nghĩ một hồi rồi bấm chặn Châu luôn. Hằng không muốn Châu nhìn thấy và biết gì về cô nữa. Dù sao cô và Châu cũng chỉ là bạn qua Facebook, chưa từng gặp nhau bao giờ. Có hay không có cũng vậy thôi.
Tất nhiên là Hằng cay cú lắm, nhưng cô không chấp nhận sự thật là mình đã thất bại trong cuộc chinh phục Thanh Vân. Chắc chắn anh ta quen biết một trong những nhân tình của cô. Chắc chắn là vậy, cho nên anh ta nhanh chóng rút chân ra khỏi cuộc chơi. Cần gì chứ, đàn ông đầy ra đó, quan trọng gì một Thanh Vân. Nhưng Hằng buồn quá, cô đơn quá. Hằng nhớ Đan, cô muốn gặp anh, muốn nói lại cuộc tình do chính mình đánh mất. Cô ân hận việc đứng núi này trong núi khác của mình. Ôi trời, nếu như cô đừng quen biết tên Nhậm khốn nạn, thì giờ cô sẽ nghiễm nhiên bên cạnh Đan và sẽ là bà chủ vườn hoa ở Đà Lạt. Trong tay cô tiền tỷ, có cuộc sống dung lụa, nhà lầu xe hơi cùng người chồng giàu sang lịch lãm rồi. Hằng nguyền rủa Nhậm, cô cầu mong cho anh ta gặp quả báo, làm ăn thất bại liên tiếp và sẽ khốn cùng ở xứ người, rồi trồi đầu về đây, quỳ dưới chân cô xin tha thứ, để xem cô sẽ đối xử với anh ta như thế nào. Một lần đi chợ, cô gặp lại Huỳnh. Anh cùng vợ đang mang thai, bụng đã nhô cao vào quán ăn, cử chỉ âu yếm và hạnh phúc. Tự nhiên, Hằng nghe trong lòng nhói đau. Cô đứng sững như trời trồng, nhìn theo không chớp mắt. Hằng biết, người đàn ông này sinh ra không để dành cho cô. Cô chỉ sở hữu anh ta một giai đoạn nào đó thôi, rồi cũng phải trả về nơi xuất phát của nó. Vậy chỗ của cô là đâu? Người chồng chính thức cưới hỏi cũng đã bỏ rơi cô. Mối tình lẽ ra sẽ đem đến cho cô hạnh phúc lại do chính cô làm mất. Tình không có, tiền cũng không. Cô sai lầm ở chỗ nào chứ? Cô chỉ sống cho mình thôi mà. Có ai ngăn cấm bản thân phải sống tốt, phải đối xử tốt với bản thân không? Đang không hủy kết bạn với cô. Tin nhắn của cô anh đều đọc, nhưng không bao giờ trả lời. Hằng vẫn nuôi hy vọng ngày nào đó Đang sẽ nghĩ lại. Cô mua thêm một cái điện thoại, đăng nhập một nick Facebook khác để theo dõi Nhân và Nhậm, thì mới biết hai người họ vẫn chơi Facebook bình thường, nhưng đã chặn cô rồi. Họ để Facebook ở chế độ bạn bè nên không kết bạn, không theo dõi được. Biết vậy rồi, Hằng tắt hy vọng. Cô cũng không buồn gửi lời mời kết bạn với Nhậm để vạch mặt anh ta nữa. Đến khi trang cá nhân của Đan đăng hình anh cặp bồ với một người phụ nữ xinh đẹp và anh có ý định cưới cô ta, thì Hằng tá hỏa. Cô thất vọng hoàn toàn và quyết định bỏ cuộc. Nói bỏ cuộc cho nó còn chút phong độ, chứ Hằng biết cô không thể làm gì được nữa. Khả năng tìm bạn trai trên Facebook đã bị Thanh Vân làm cho rủi tàn. Cô bắt đầu nghi ngờ mình. Nếu lúc xưa tự tin bao nhiêu thì bây giờ tự ti bấy nhiêu, đành phải sống khép kín thôi. Và bỗng nhiên dân chợ không ai vay tiền góp của cô nữa. Không biết họ đã nghe những gì, cho nên Hằng không phải mỗi ngày đều đi chợ góp tiền. Cô chỉ còn cho bạc tháng, mà cũng rất ít người vay. Cô bắt đầu tiện tặng, thu mình lại. Cô tự nhốt mình trong nhà, ít tiếp xúc bên ngoài, trở lại như lúc trước. Không bạn bè, không nhân tình, thui thủi một mình một bóng. Tìm hoài trên Facebook vẫn chưa thấy nửa kia xuất hiện. Hằng sống chán ngán như vậy thấm thoát cũng hơn 5 năm. 5 năm cô đơn buồn tủi làm cô già hơn rất nhiều. Bé Hoàng Oanh đậu vào đại học, về Việt Nam thăm mẹ và ông bà ngoại trước khi vào học. Hằng vui mừng gặp lại con sau bao năm xa cách, nhất là nhìn Oanh lớn lên đẹp rạng ngời. Đây là cái phao cuối cùng, là con ách chủ bài để cô đổi đời. Nhưng Oanh vẫn còn đến 5 năm nữa mới ra trường, có việc làm, mới có điều kiện bảo lãnh mẹ qua Úc. Lúc đó thì Hằng đã gần kề tuổi 60 rồi còn gì. Trong những ngày Oanh sống cùng mẹ, Hằng rỉ rịch to nhỏ, than buồn than khổ với con. Oanh hiểu hết và thương mẹ mình lắm, hứa sẽ để mẹ sống vui vẻ tuổi xế chiều, hứa sẽ chăm sóc mẹ chu đáo, mẹ con sẽ sống cùng nhau. Oanh đi làm, mẹ ở nhà vẫn được hưởng trợ cấp từ chính phủ, tương lai không phải lo gì nữa. Hằng vẫn yên tâm, tin tưởng và đợi chờ. Oanh về Úc, học đại học được 2 năm thì có thai nên phải nghỉ ngang. Nhân dù rất tức giận
nhưng phải làm đám cưới cho con gái để rửa mặt. Anh đây nghiến. Đúng là mẹ nào con nấy. Hằng được Oanh bảo lãnh đi du lịch 6 tháng để qua Úc chăm sóc con gái sinh nở. Cô mừng quá. Cuối cùng thì nguyện vọng phần nào cũng được toại lòng. Nhưng khi qua trời Úc rồi thì Hằng càng buồn chán hơn. Oanh sắp đến ngày sinh nên cơ thể sồ sề ột ệt, làm biến đi đâu. Hằng suốt ngày ở nhà lo cơm nước, lau chùi dọn dẹp nhà cửa như người làm công. Chồng Oanh đi làm xa, một tuần mới về một lần. Vợ chồng Nhân thỉnh thoảng cũng tới, nhưng Nhân xem Hằng như một người giúp việc, tuy không có chút quan tâm nào. Mai Tuệ vợ Nhân có vẻ tế nhị hơn, lần nào cũng mang đồ ăn cho hai mẹ con bồi dưỡng. Hằng tủi thân lắm, nhưng cảm thấy mình vụng về chẳng biết phản ứng ra sao, nên mỗi lần họ đến, cô trốn trong phòng, tránh gặp mặt. Rồi Oanh sinh được bé trai. Hằng tất bật, lớp lo cho con gái, lớp lo cho cháu ngoại, không một phút ngơi tay. Trước khi qua Úc, cô cứ nghĩ lúc Oanh chưa sinh, mình sẽ đi chơi một vòng, chụp rất nhiều hình đăng lên Facebook để khoe khoang. Nhưng rõ ràng, cô chưa một lần được đi chơi, dù là đi chợ mua đồ ăn. Cô chưa từng nhìn kỹ một người dân Úc xem mặt mũi họ ra sao. Từ phi trường về tới nhà, rồi yên vị ở đây. Thậm chí cô cũng chưa từng tới gặp cha mẹ của Nhân một lần. Sống như thế này, thà cô ở Việt Nam còn sướng hơn. Nhưng được cái an ủi là chăm sóc cháu ngoại và gần gũi con gái. Khi trở về Việt Nam, cô sẽ không bao giờ hối tiếc nếu như mình không sống ở Úc nữa. Trước khi đi, cô có dự định sẽ tìm hiểu xem tên Nhậm đang ở đâu. Cô có thời gian lập nick giả để kết bạn với hắn, dứt khoát phải lôi đầu hắn ra. Ít nhiều cũng phải đòi lại chút đỉnh tiền, chứ không thể để hắn ung dung hưởng hết xương máu của cô được. Nhưng lại không có thời gian. Xin đi du lịch 6 tháng, nhưng Hằng đã ở lại Úc đến 1 năm. Chính phủ Úc ký giấy trục xuất cô về nước, cấm đến nước Úc trong thời gian 5 năm. Hằng hoảng kinh, nhưng cô cũng không hối tiếc. Cô cũng không còn tha thiết gì ở nơi này nữa rồi. Vợ chồng Nhân cho cô tiền, vợ chồng Oanh cho nhiều hơn. Hằng về Việt Nam với số tiền kha khá. Xoay qua xoay lại, Hằng đã 57 tuổi rồi. Già rồi, ngoài nước da trắng, miệng của Hằng càng ngày càng hô hốc. Nhưng Hằng vẫn nghĩ là mình còn đẹp lắm, vì nước da mịn màng như con gái mới lớn. Đó là câu cửa miệng khi Hằng khoe với mọi người về mình. Từ lúc tôi đi Úc về, tôi đẹp dữ thần lắm. Đẹp dữ thần là đẹp làm sao? Tôi trắng tươi hả? Da dẻ mịn màng như da con gái vậy đó. Xạo mày ơi, đàn bà gần 60 á, mịn gì mịn á, cũng không thể như con gái được. Không tin, thấy hình tôi chưa? Hình mày ở Photoshop, ai làm vậy không đẹp? Bà được vậy không? Đẹp hơn, bị gì á, tao đâu có mỏ nhọn như mày. Mỏ nhọn cái đầu bà. Tao nói cho mày nghe, cha mẹ sinh ra mình, đẹp xấu đã mặc định rồi. Không ai chê cười ai xấu đẹp hết. Nhưng đẹp thì cứ để người ta khen. Tự mình khen mình hoài, người ta nghe riết bị phản cảm. Cho nên bao nhiêu cái đẹp á, chuyển thành gen lặn hết. Cái xấu thành gen trội lên. Cho nên bây giờ á, tao chớ thấy mày đẹp chỗ nào, mà chỉ thấy cái mỏ mày ngày một nhô ra. Mày im mà. Vậy thì đừng chọc tao. Mày biết tính tao ít khi đánh giá chê khen ai. Hôm nay á, nói mày như vậy để mày bỏ cái tật thôi. Chứ lớn tuổi rồi Hằng ơi, ngồi đó khen mình đẹp hoài, khó nghe gì đâu á. Kệ cha tao. Nhưng mày làm người ta bực mình, họ sẽ làm mày tổn thương, biết chưa? Hằng im lặng. Cô chẳng còn gì, còn có chút nhan sắc mà không cho khoe nữa thì đời có gì vui chứ. Nhưng Hằng cũng sẽ không chấp nhận số phận. Cô mới 57 tuổi thôi mà. Cô sẽ tìm cho mình một bạn đời. Cô sẽ hạ yêu cầu xuống. Trước khi 60 tuổi, trước khi quá muộn, cô sẽ để những ai phản bội cô sáng mắt ra, để họ thấy cô dẫu bình thường nhưng không hề tầm thường. Nhưng người tính không bằng trời tính. Buổi sáng hôm đó, một buổi sáng định mệnh, chưa bước xuống giường, Hằng đã nghe toàn thân nhức mỏi lạ lùng. Cô lăn qua lăn lại và cảm thấy đau ở sống lưng. Không biết hôm qua cô đã làm gì mà lưng đau như vậy. Hằng chậm rãi ngồi dậy,
nghe thắt lưng như muốn cụp xuống. Cô hoảng kinh đứng bật lên, nhưng không đứng thẳng được. Hàn không ngờ xuống gì đâu. Cô chậm chậm rớn thẳng người, nhưng không cách nào gượng nổi. Điều gì xảy ra vậy? Cụp xương sống ư? Hàn nhớ bà ngoại của mình đi khum khum như vậy cả chục năm, cho đến khi mất cũng còn cong người mà khiếp sợ. Cô sống một mình, nếu như bị vậy thì sống làm sao? Mấy đứa em của Hàn, đứa nào cũng có vẻ hờn giận cô, vì khi bọn chúng túng bẩn, cô không giúp đỡ. Nhất là thằng em kế, nhà nó sát cạnh nhà cô, nhưng nó không thèm bước qua, cũng không cho vợ con qua. Chỉ vì khi nó cần tiền đáo hạn ngân hàng, cô không giúp nó. Hàn quan niệm, đối với gia đình, cho được thì cho luôn, chứ không cho mượn. Bởi mượn rồi sẽ rất khó đòi. Tiền là huyết mạch của cô mà. Sau lần mất Tráng với Nhậm, Hằng càng cảnh giác về tiền bạc hơn. Bây giờ, nếu như cô có chuyện, người đến với cô chỉ có má mà thôi. Nhưng má cũng đã gần 80 tuổi rồi. Mấy đứa em dễ gì để bà lo cho cô chứ. Hằng phải cố gắng trị bệnh thôi. Tại sao lại đau lưng như thế này? Chẳng lẽ thận cô có vấn đề rồi sao? Hằng gọi điện kêu Honda ôm đến đưa cô đi bệnh viện. Khám xét nghiệm mới biết cô bị đau cột sống, đau đa khớp, 100 cái đau. Hằng chán nản không ở lại bệnh viện điều trị như yêu cầu của bác sĩ, mà xin thuốc về nhà. Cô quyết tâm đi thành phố để trị, vì cô tin y học nơi đó hơn quận huyện của mình. Rồi Hằng điều trị lung tung. Cuối cùng khi lưng đã bớt đau, thì cô cũng y chang như bà ngoại thuở xưa, dáng đi thay đổi vì lưng còng xuống, không cách nào đứng thẳng lên được. Hằng buồn quá, cô khóc cả tháng trời, tâm sự với con gái, muốn nó rước cô qua đó, hy vọng y học Úc tiến bộ hơn, kéo lưng cô thẳng lại. Chứ chưa được 60 tuổi mà như thế này thì xem như tàn đời xuân sát, khi cô chưa được hưởng hết ở trần gian. Hoàng Oanh nhìn mẹ đau lòng, nhưng nó cũng nhận biết mẹ nó đã cư xử ra sao với các cậu dì của nó, đến nỗi giờ thân mang bệnh mà không có một người phụ giúp. Mẹ nó khá giả, tiếng là nhà có việc kiều bao nhiêu năm nay, nhưng em Út lại có người nghèo khổ, chẳng được mẹ giúp bao giờ. Lần về nước trước đây, Oanh đã nghe đầy hai tai về mẹ, nhưng bổn phận làm con, nó nói gì được bây giờ? Gặp lại Hằng sau bao nhiêu năm, cô đã khác xưa nhiều lắm. Do tự ái không đi Úc vì sợ gặp lại vợ chồng nhân, nên càng lúc lưng càng còng xuống, làm dáng đi lom khom như cụ già. Suốt ngày cúi nhìn mặt đất, không thể ngẩng đầu lên nhìn đời được nữa. Hằng ôm lại quá khứ một thời gian son của mình để tự an ủi bản thân trong lúc tuổi xế chiều. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.